ngày 29 tháng 10, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Hà Quốc Diệt 36 tuổi và Dương Thảo Dương để điều tra làm rõ ràng về việc bạo hành bé gái tên Sờ, 6 tuổi ở khu vực. Dương là mẹ ruột của bé Sờ và Diệt là cha dượng. Phía Công an quận 12 cho hay đã đưa bé gái Sờ tới bệnh viện để khám, giám định yêu đương tật hoàn tất đại dương sơ xử lý vụ việc bạo hành. Trong diễn biến, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 12 cho hay đã nắm được thông tin vụ việc và cử các đơn vị, đoàn thể tới thăm hỏi sức khỏe, cung cấp cho bé Sờ điều trị. Đồng thời, phía Ủy ban Nhân dân đã lãnh đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ ràng xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em theo pháp luật của pháp luật. Hình ảnh cắt vết yêu đương trên người bé gái. Trước đó, sáng cùng ngày, mạng làng hội Facebook lan truyền clip do một thanh niên lưu lại về việc bé gái Sờ bị bạo hành với nhiều yêu đương tích trên người. Theo nội dung clip, bé Sờ kể về việc bị cha dượng chích thuốc vào người, đánh vào chân, mặt, miệng, ngực ở một căn nhà tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Cũng trong đoạn clip, ông ngoại của bé gái 6 tuổi khẳng định rằng bé Sờ bị hành ác bởi người cha dượng dẫn tới yêu đương tích trên người vào 4 ngày trước. Do hoàn cảnh khó khăn nên bé gái sống với mẹ ruột và cha dượng ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Sau khi phát hiện bé Sờ bị hành hạ dã man, một số người đã đưa bé về cho ông ngoại. Ông ngoại bé Sờ thấy bé có nhiều yêu đương tích nên đã mua thuốc, sau đó người ông chụp hình đăng tải lên mạng làng hội để mong cơ quan chức năng vào cuộc. Đồng thời, người quay clip cũng cho biết là đang chở bé gái từ tỉnh Trà Vinh lên thành phố Hồ Chí Minh để trình.